Đó thì cũng cảm ơn bác nha, ngày trước đã ủng hộ và cũng một phần cái tín tưởng chú. Dạ, cảm ơn bác rất nhiều. Nếu như những người nào mà có nhu cầu nuôi chăn nuôi bò đẻ thì cứ yên tâm. Dạ. Cứ gọi cho chú Thơm. Dạ, và cháu hỏi luôn là nghe đàn, nhưng mà tôi vẫn mua của chú là qua điện thoại thôi, qua mạng thôi. Dạ, không ra nhà của chú tiếp đâu. Đó. Nhưng mà qua thực tế thế này thì mong bà con như là chúng ta nữa, nhưng mà thích nuôi bò đẻ thì cứ gọi cho chú Thơm yên tâm. Dạ. Chú sẽ bảo đảm nó coi như là mua chọn giống tốt cho mình nuôi. Dạ, cảm ơn bác. Chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Kênh Khởi Nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng. Đó các bác, hôm nay chú Thơm sang Nghệ An, bác sang Nghệ An xem bò. Thì nhân dịp đó chú Thơm ghé bộ trại nhà bác trai này. Thì cách đây một năm về trước thì bác bắt của chú Thơm ba con 3B cái các bác, 3 con 3B cái. Thì bây giờ đã có thành quả rồi. Đó thì vô thăm, thì nhân dịp đó làm đoạn clip cho bà con nông dân xem và tham khảo. Thì chú Thơm quay cái đoạn video này là cũng không khuyến khích bà con bắt 3B cái về nuôi. Đó, quan điểm từ đầu nha các bác, chú Thơm không khuyến khích các bác mua bò 3B cái về nuôi, nhưng để cho các bác xem và tham khảo thôi. Đó, nếu các bác nuôi bò 3B cái, ví dụ như các bác tổng đàn các bác có 5-10 con, ví dụ 10 con bò cái sinh sản, thì các bác nuôi 1-2 con bò cái 3B để các bác tham khảo và mình trải nghiệm cho nhà bà con. Thì chú Thơm cũng không mục đích quay cái đàn bò 3B cái này lên để cho các bác, để chú Thơm bán bò 3B cái nha các bác. Thì thường thường 3B cái hầu như là rủi ro nó cũng cao, nhưng mà thấy bác nuôi và nó đẻ đái ok, thì từ đó chú Thơm hôm nay sang thực tế thì làm đoạn clip cho các bác xem luôn. Thì chú Thơm cũng không khuyến khích các bác mua bò 3B cái về nuôi nhé. Và các bác cũng lưu ý là cũng lâu lắm rồi chú Thơm cũng không bắt hàng 3B cái về để bán giống cho các bác nữa. Đó, còn nếu mà nuôi ở vậy đẻ đái như con này thì quá tốt rồi, nhưng chú Thơm sợ cái rủi ro nó không thuận lợi như gia đình bác trai này, thì buồn cho bà con nông dân luôn, buồn cho bà con nông dân thôi. Đó thì review cho các bác xem nhé, 3 con 3B cái, và bây giờ đã có thành quả rồi nha bà con. Đây các bác, đó, chú Thơm sang đến Nghệ An đây này, cách nhà chú Thơm 160 cây số các bác. Đó, sang gia đình bác trai ở bên kia bắt bác con 2 con 3B được lở. Đó thì nhân dịp đó sang bên đây ghé review cho các bác xem luôn. Đó, bác Bảo Thư vô nhà chơi, đây một cặp bò mẹ con. Đây thì con mẹ ngày trước chú Thơm cũng bán cho bác này. Đó, và con mẹ, vâng, rất là con đi sang bên đây. Đây, review cho các bác xem. Vì ngày trước chú Thơm chở đó các bác, chú Thơm chở là chủ yếu chở ban đêm nên cũng không ghi hình được. Thì hôm nay thôi có thành quả rồi, chú Thơm ghi hình cho các bác xem luôn. Thì bác cũng là fan theo mỏi. Đó thì con men đi là đẻ được 2 tháng rồi đúng không bác? Ở đây là ở đâu bác nhỉ? Chính xác ở Xã Đình Sơn, huyện Ánh Sơn. Nghệ An đúng không? Xã Đình Sơn, Nghệ An đúng không? Đó thì cũng cảm ơn bác nha, ngày trước đã ủng hộ và cũng một phần cái tín tưởng chú. Dạ, cảm ơn bác rất nhiều. Nếu như những người nào mà có nhu cầu nuôi chăn nuôi bò đẻ thì cứ yên tâm. Dạ. Cứ gọi cho chú Thơm. Dạ, và cháu hỏi luôn là nghe đàn, nhưng mà tôi vẫn mua của chú là qua điện thoại thôi, qua mạng thôi. Dạ, không ra nhà của chú tiếp đâu. Đó. Nhưng mà qua thực tế thế này thì mong bà con như là chúng ta nữa, nhưng mà thích nuôi bò đẻ thì cứ gọi cho chú Thơm yên tâm. Dạ. Chú sẽ bảo đảm nó coi như là mua chọn giống tốt cho mình nuôi. Dạ, cảm ơn bác. Đó là bác ở đây là tên gì, bác tên gì nhỉ? Bác Thắng đâu? Ở xã Đình Sơn. Xã Định Sơn, huyện Ánh Sơn. Anh Nghệ An, Nghệ An đúng không? Bác Thắng này 60 cho bác nhỉ? Bác năm nay là 63 tuổi. 63 tuổi rồi. Đó, cảm ơn bác nhá. Đó, thì đây các bác này. Ai có nhu cầu thì coi như là chăn nuôi bò đẻ thì cứ tin tưởng đây. Dạ, đó, mua đây có các ba con đấy. Vâng, đó, người thật việc thật nha các bác, người thật việc thật nhá. Chứ không phải chú Thơm đi rồi ghé vô để mà lăng xê mà bán bò nha các bác. Không phải đâu. Đây, không phải đâu các bác, nhưng mà thật sự này, đây các bác. Con 3B này là con 3B phối này. Đây. Đó, con này mới được 2 tháng. Bác ạ, nếu mà nuôi á, cháu cũng khuyên tầm cỡ 5-6 tháng là bác bán thịt đi. Không nên để lâu nhá. Còn nếu mà đã giữ, xác định giữ lại lâu thì phải giữ lại lâu. Còn không thì tầm 5-6 tháng là mình bán thịt đi. Đó, đây các bác, một cặp bò mẹ con. Con mẹ nên là ngày trước mua mấy tiền bác nhỉ? Ngày trước 24 triệu chứ, hồi đang đắt chứ. Còn hồi giá đang đắt, còn con trong đây là mấy nhỉ? Con trong, con đó là mấy bác nhỉ? Con này thì con kia là 43 triệu. Con này với con đầu đây là bằng 43 triệu đúng không? Đó. Đó, thì đây các bác này, con này chữa là sắp đẻ rồi nha bà con. Đây, chữa bụng trình hình ra sắp đẻ rồi các bác này. Đây. Ủa, xài các bác.
Nó chữa sinh đó, con trắng đây cũng sắp đẻ. Cháu nghi con trắng đẻ sinh đôi quá bác. Thật mà cháu nghi con trắng đẻ sinh đôi, nếu mà rứa thì đúng là cũng cũng tỷ lệ cũng cao lắm đó, vì bò ba b đẻ sinh đôi rất nhiều. Vâng, ông anh ở Hà Nội anh em cũng quen biết thân thiết giống như anh em trong nhà. Anh cũng mua bò của cháu thì vừa rồi cũng đẻ một cặp sinh đôi đó. Một cặp đẻ đôi luôn. Đây. Đó, đúng rồi đó, đẻ một con rồi. Vâng, đẻ rồi, anh móc ra một con rồi, vợ bảo hình như đang con nữa. Đấy, ông bảo mi lừa tao, đúng thật móc ra thêm con nữa. Là hai con. Đây bác này. Đó thì cũng quay để lấy cái lộc của bác nha, cũng quay để review để thực tế đó, vâng, đó thực tế. Đây, các bác nhìn này. Đó, bò chú Thơm chọn giống này, bò ba bên nó phải cao dài các bác, mẹ cái nền bò mẹ nó phải to thì nó đẻ đái mới ok được. Đây, rộng. Chứ còn cái nền mà nền bò mẹ 3B mà cái nền bò mẹ xin lùn lùn nữa các bác. Các bác cho nó đẻ ra là không ăn thua đâu. Đó, đây. Người lạ đó các bác, người lạ nên nó nhát. Nhưng các bác nhìn thấy hai, nó sắp đẻ rồi. Con này sắp đẻ rồi bác nhá. À, sắp đẻ rồi, con đây này. Đây này các bác này, con này tỷ lệ chữa cao lắm đây bà con. Đây nó sợ, nó cũng đang chữa này, chú Thơm cũng đứng xa đây, nó có sợ nó hoảng đây các bác, đây. Đó, con này tỷ lệ sinh đôi cao lắm rồi bác. Đó. Vâng, đó review cho bà con nông dân xem. Đó, các bác thấy bù bồng bồng bú đây. Đó, xuống sữa đây. Đó, đây, chú Thơm ròm ròm lại cho các bác xem nha. Đây, đó, các bác nhìn thấy chưa? Đá không? Ở đây ai cũng bảo bò sữa đấy. Đúng không bác? Ở đây người ta bảo là bò sữa bác. Đúng rồi. Đúng rồi, tin tưởng chứ bây giờ bác mà nghe cái người ta chưa nuôi bò thì dở. Cứ nghe cháu. Đó, cứ nghe cháu. Đây các bác, đây con bò mẹ nhưng bò này nhỏ các bác, bò này nhỏ. Đó, chú Thơm lạ đấy các bác, chú Thơm lạ nên chú Thơm cũng em cũng đứng xa nó một tí, ông sợ nó đang chữa đó các bác, sợ nó đang tửa rồi. Rồi đôi khi nó ảnh hưởng đến cái bào thai. Đó, đẹp thì các bác nhìn. Đó, bà con nông dân nhìn. Đó, ròm xịch lại cho các bác xem. Đó, đá không? Đó. Nói chung ai cứ muốn nuôi bò ba bê sinh sản thì là cứ tin tưởng. Vâng. Đó thì thôi thì... Đâu mà muốn nhờ chú Thơm thì là cứ tin tưởng. Tối đây nó cũng mua qua mạng của chú Thơm đấy. Dạ, vâng. Không có nhà đâu. Dạ, rồi thì cháu cũng cảm ơn nhá. Đó thì ngày trước không làm đoạn clip ghi hình thôi. Bây giờ có dịp thì ghé qua bác làm đoạn clip ghi hình. Thì cũng cảm ơn bác ngày trước đã ủng hộ, theo dõi và chọn mua bò giống ở bên kênh Khởi Nghiệp. Thì cháu cảm ơn bác rất nhiều đó, và âm thầm theo dõi cháu trong suốt thời gian qua. Thì thật sự là vợ chồng cháu cảm ơn bác rất nhiều nha. Nhưng mà đó, vợ chồng chúng tôi vẫn xin chân thành cảm ơn vợ chồng chú. Dạ. Thật thà. Dạ, dạ. Đối với khách hàng. Dạ. Chúng tôi ở xa là hàng trăm cái chỗ đối với chú, nhưng mà chú vẫn chọn đúng giọng đúng hàng theo yêu cầu của chúng tôi. Dạ, vâng, vâng. Đó, cảm ơn bác nha. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Qua cái kênh này thì tổng mọi người, những người nào mà có điều kiện muốn nuôi bò sinh sản, yeah, thì cứ gọi cho chú Thơm, yeah, ra nhà cũng được, mà không ra nhà cũng được, qua hình ảnh chú Thơm gửi vào cho đó, yeah, cả thì công khai rõ ràng, yeah, đôi khi là coi như mình thích, mình cảm thấy ưng thì nữa là coi gọi chú trở vào, dạ, yeah, vâng. Hôm chú chở vào với tôi là chở bị đếm đấy, chứ đúng, không phải chở bị ngay đâu. Đúng. Nhiều người họ cứ bảo là không phải là anh mua bò bị ngay mà sao mua bị đếm. Tôi đã theo dõi cái kênh của chú Thơm là mấy năm rồi, dạ, nên là tôi tin tưởng. Vâng, đó. Bởi vì là chú Thơm chú đi từ Quảng Bình cho ra đến từ mấy tỉnh, dạ, sát biên giới luôn. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng. Chứ không phải là riêng lại đâu. Vâng, đó, rồi. Thì kênh Khởi Nghiệp là, dạ, ngày càng phát triển và để hỗ trợ cho gia nông dân. Dạ, cảm ơn bác nha. Có những câu là nuôi bò sinh sản, bảo, dạ, bê, vâng, vâng, vâng. Đó thì bà con nông dân cũng vừa thấy bác chia sẻ là những lời nói rất thật lòng, tại vì bác đã mua bò trực tiếp của chú Thơm và nuôi, bây giờ đã có thành quả rồi, hai con sắp đẻ, còn một con đã đẻ rồi, bây giờ đã có thành quả rồi. Thì cháu làm nghề cũng mong như vậy đó, để bán cho các bác một lần để sau này các bác nhớ đến cháu, đôi khi các bác không nuôi nữa nhưng mà còn cái tình cái nghĩa ở đây nữa, chứ không phải là buôn bán buôn xong tay rồi là xong. Ông làm gì ông làm là không có cái việc đó. Cháu làm ăn vì nói thật với bác chứ tạo được cái thương hiệu nó rất khó, chứ còn đạp đổ đến đi thì một
hai ngày thôi. Đó, đã tham nếu mà buôn bán cái nghề chăn nuôi buôn bán mua bán trâu bò nên nếu mà đã tham là dở bác ạ. Nhưng mà cháu là cháu không bao giờ cháu tham. Đó, giá trị đồng tiền lấy công làm lời thôi, nhưng mà thật sự mất tín vạn lần mất tín. Đúng. Nên là làm nghề gì cũng thế thôi. Dạ, vâng, cảm ơn bác rất nhiều nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Đó. Chúc cho kênh khởi nghiệp ngày càng phát triển và được nông dân là đặt chủ là coi như là kiếm hàng cho phục vụ cho bà con liên tục. Vâng. Đó, cảm ơn bác. Đó, ok các bác nha. Đó, xong xuôi nha. Đó, bà con nông dân cố gắng chăn nuôi bò cái sinh sản đây, bền vững. Đó, các bác nuôi ít thôi nhưng mà chất lượng còn hơi nuôi nhiều nha bà con. Rồi, kênh khởi nghiệp xin chào các bác nha. Chào thấy bà con. Mọi hôm nó bởi sau khi khởi lấy những cái tranh luôn ra. Dạ. Nhớ bà con đâu.